Kỳ này má về đây chứng kiến cho con trừng trị cái ác để rửa hàm oan cho An và cho má ra đi được thanh thản nha má. Hôm nay con sẽ thay trời hành đạo, trị tội kẻ bất nhân. Con không tin là trên đời này người tốt là bị hàm oan suốt đời, còn kẻ xấu là sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng mà anh đã có chứng cứ gì mà dám khẳng định chắc chắn như vậy? Có, An yên tâm đi, kỳ này tôi có nhân chứng bằng xương bằng thịt hẳn hoi, chứ không phải như mấy lần trước đâu. Kỳ này á hả, một phù thủy có chạy đằng trời, mụ ta có gì mờ ám cho nên mới nói quanh co. An nghĩ đúng không? Tí Anh, mày đâu rồi? Mụ phù thủy tới rồi. Tí Anh nha. An bình tĩnh nha. Anh mới là người phải bình tĩnh, lau mồ hôi trên trán anh đi kìa. Sao? Mày kêu tao qua đây nói có chuyện quan trọng. Là chuyện gì? Nè, mày đừng có nói với tao là mấy cái chuyện của con nít nha. Tao không có rảnh hơi, tao qua đây tao nghe nha. Chuyện này không có con nít đâu. Tuyết đâu? Tôi kêu anh là khi qua đây chở Tuyết theo mà. Sợ rồi phải không? Sợ rồi chứ gì? Sợ quá cho nên đâu có dám qua đây đâu. Thấy chưa? Có gì mà sợ gì vậy nha? Có chuyện gì? Mày nói đi. Hôm nay á, tôi kêu mọi người ra đây đầy đủ á, trước mộ của má đó, là để làm sáng tỏ một chuyện. Cái hôm mà má mất, có người ở trong nhà má trước anh nói cái gì đó cho má xỉu, rồi sau đó bỏ đi. Lại là chuyện này nữa hả? Ừ. Ý tí anh nói vậy là sao? Có nghĩa là có người thấy má ngất xỉu nằm dưới đất nhưng không cứu, bỏ đi. Sao kỳ vậy? Ai lại làm như vậy? Mà người đó là ai? Người đó như thế nào mà má có thù oán gì với ai mà người ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ mọi người nghi người đó là... Sao lại là tôi? Chính cô, chính cô là người có mặt trong nhà lúc đó. Chính cô là người mặc áo vàng, rồi sau đó vội vàng bước ra khỏi nhà như là bị ma đuổi vậy đó. Nè, chuyện này không phải là chuyện giỡn nha. Mày đừng có bịa đặt quờ quạng ra rồi vu khống cho người khác. Người đó là ai? Có phải mày nói người đó là... Tí Anh à, anh có lộn không vậy? Ngày đó tôi đâu có qua nhà má đâu. Cô cứ gân cổ lên cãi đi. Tôi nói cho cô biết nha, lần này tôi có nhân chứng sống rõ ràng rành mạch, chứ không có dựng chuyện lung tung đâu. Chú Sáu, chú Sáu. Có tao. Chú ra đây. Đây nè, chú nói cho anh Nghĩa nghe một lần đi chú. Hôm trước chú thấy gì, chú thấy gì chú cứ nói rõ ràng. Ở đây có tất cả mọi người đây nè, chú nói đi. Mà tao nói nha. Dạ. Bữa đó là cho bò ăn cỏ mày kia kìa, tao thấy có một người ở trong sân của bà Mười đi ra, người đó mặc cái áo màu vàng. Chút sau cái tao nghe tiếng của mày á la thất thanh ở trong sân trong nhà, rồi tao mới hỏi mấy đứa nhỏ, tụi nó nói là bà Mười ngất xỉu, mày ẩm bả đi bệnh viện cấp cứu. Đó, mọi người nghe rõ chưa? Lúc đó tôi và An chở bé Lành đi khám bệnh thì má ở nhà của một mình. Và lúc anh Nghĩa tới thì thấy má nằm ngất xỉu dưới đất. Lúc đó ai cũng tưởng rằng má lên cơn đau tim bất thình lình, ngất xỉu khi không có ai ở nhà, đúng không? Thật ra không phải là như vậy. Thời điểm mà anh Nghĩa chưa tới, có một người đã tới trước. Không chừng người đó biết má bị bệnh cho nên nói một điều gì đó cho má lên cơn đau tim, rồi nhẫn tâm bỏ mặt má mà đi, để cho má ngất xỉu nằm dưới đất. Người đó chắc chắn không phải là người ngoài. Thì người đó là ai? Tôi chắc chắn là mọi người ở đây cũng muốn biết người đó là ai. Chú Sáu, người đó là ai? Người đó có mặt ở đây không chú? Thì con nhỏ này nè. Tao nói thiệt á, nó có biến thành tro tao cũng nhận ra nữa. Bữa nó trong sân nhà bà Mười nó chạy ra đó. Nè chú Sáu, chuyện này không phải là chuyện giỡn nha. Làm sao lại là Tuyết được? Làm sao Tuyết lại hại má của cháu? Chú có biết á, Tuyết là cái gì của con không? Nó là vợ bé của mày, ai mà không biết. Nó cướp chồng con An, cả xóm này ai mà không biết. Chứ đàn bà lẳng lơ, nhìn đằng trước, giết đằng sau. Nhìn đằng sau, giết ngang hông. Nhìn ngang hông, giết đằng trước. Tao nói thiệt với mày nha, tao mà có con trai như mày hả, chẳng tao đập chết đi, chứ không có để thứ gái này mà nó dụ dỗ rồi bỏ vợ bỏ con đâu mày. Chú Sáu,
chuyện này không có đùa được đâu nha. Chú phải nói chính xác cho con biết. Chú nói là hôm đó Tuyết mặc áo vàng đúng không? Đúng. Vậy Tuyết mặc quần gì? Có phải là quần vàng luôn không? Nguyên bộ hay là quần khác? Mà xa lắm mày ơi, xa lắm mà đâu thấy rõ, đâu phải mà ngồi coi tivi gần xịt đâu mà thấy. Vậy chú coi giùm con, nó có xa bằng từ chú đứng tới cây đằng kia không? Chú nào? À, cũng cỡ đó. Vậy chú nhìn giùm con, cái người đang đứng đằng đó mặc đồ màu gì? Đàn ông hay là đàn bà? Ở đằng đó đó hả? À, thì bận áo màu xanh. Mà không biết đàn ông hay đàn bà ha. Thì muốn biết đàn ông đàn bà đi lại đặng hỏi là biết đàn ông đàn bà cái gì mày. Chú nói vậy sao được? Vậy tại sao hôm đó chú khẳng định đó là Tuyết được? Chú nói là người đó chạy nhanh, chú nhìn rất rõ. Trong khi đó chú đứng đây, người đó đứng đó, chú nhìn không chính xác. Làm sao chú khẳng định và chú chắc chắn đó là Tuyết? Chú nói sai sự thật đúng không? Bây giờ chú nói đi, ai kêu chú nói vậy? Không ai kêu tao hết á. Tao thấy sao tao nói vậy à mày ơi? Chú nói sai đúng không? Không, tao nói đúng á. Chú nói vậy, người đó không phải là Tuyết đúng không? Chuyện này liên quan tới cái chết của má con, không phải là chuyện tầm thường đâu. Con sẽ mời công an tới đây để điều tra chú. Cái gì mà gặp công an? Cái gì mà thẩm vấn? Mày đừng có nhát tao mà nghe. Mà không phải nó hại bà Mười thì còn ai vô đây? Trước đây á, tao gặp bà Mười đó, bà hay than với tao à, tại nó mà gia đình tan nát, tại nó đó mà con An khóc hoài à, tại nó mà con Lành nó bị cấm luôn. Bà Mười ghét nó ghét bà Mười. Nó không giết bà Mười thì ai giết? Tao không gặp công an đâu, cái đồ xấu xa. Mày muốn hả, mày kêu công an đó, bắt nó, thẩm vấn nó đi, điều tra nó đi. Chứ tao không biết gì hết, tao không có dính dáng gì hết, tao không biết. Chú Sáu. Nghe rõ chưa? Mày còn cái gì để nói được không? Mày năm lần bảy lượt dựng chuyện này để vu khống cho Tuyết về chuyện này chuyện kia. Rồi hôm nay mày lấy cái chết của má ra mày bày trò nữa hả? Tuyết, cô nói là hôm bữa có cái người ở chung nhà với cô đúng không? Cái người đó có phải tên là bé Ba không? Đúng. Có phải cái lúc mà người ta báo tin để anh Nghĩa chạy vô bệnh viện thì bé Ba là người ở nhà canh nhà đúng không? Đúng. Thì sao? Thì cổ chết chắc chứ sao? Anh qua bển đi, anh qua bển chờ tôi một chút. Bé ba ra đây. Dạ. Cô nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Có phải người này là người quen của con không? Có phải là bé Ba không? Bé Ba. Bé Ba, bây giờ nè, cô nói cho tất cả mọi người cùng nghe đi. Cô nói rõ từng chuyện một như là cô đã từng nói với tôi á. Có phải là rằm tháng nào cô cũng đi chùa đúng không? Và rằm tháng trước cũng vậy. Dạ, đúng rồi anh. Vậy mà có người nói cô ở nhà họ chơi kìa. Bé Ba, em... Dạ, chị Tuyết, em xin lỗi chị. Hết chối cãi rồi nha. Anh Nghĩa, anh nhớ lại đi. Rằm tháng trước, ngày 29 tháng 7 dương lịch, là ngày gì nhớ không? Là ngày má mất đó. Anh không ngờ chứ gì. Anh không ngờ người đàn bà mà anh tin yêu nhất lại là người nói dối anh. Thực chất, ngày hôm đó, bé Ba không có qua nhà cô chơi. Và sau khi cô đợi anh Nghĩa đi làm rồi, cô lẻn qua bên nhà. Và sau khi chờ tôi với An ra khỏi nhà, cô mới đi vô nhà. Tại sao vậy? Tại sao cô mượn bé Ba để nói dối? Cô có làm gì mờ ám cho nên mới làm như vậy phải không? Chính cô đã lẻn vô nhà và đã nói cái gì đó cho má ngất xỉu. Rồi sau đó cô bỏ đi. Tại sao Tuyết lại làm như vậy? Vì có một cái bí mật gì đó. Anh nên hỏi Tuyết đi. Còn nếu không thôi á, thì kêu công an đi. Kêu công an họ sẽ làm sáng tỏ sự việc. Vì này á, tôi nói cho cô biết nha, không phải là có tội vu khống đâu, mà là có tội ngộ sát đó. Bé Ba. Kêu cái gì mà kêu? Cô không ngờ tôi tìm được bé Ba chứ gì? Sao em lại hại chị chứ? Cô làm điều ác cho nên bé Ba mới giặt tội cô, chứ không phải là bé Ba hại cô. Bé Ba, tại sao em lại hại chị như vậy chứ? Em xin... có biết là những lời nói của em như vậy có thể làm cho chị mang tội ngộ sát hay không? Chị, em xin lỗi chị. Anh Nghĩa, bây giờ anh kêu công an hay là để tôi kêu? Chị Tuyết, em không muốn hại chị đâu. Bé Ba. Dạ.
chuyện nó như thế nào. Em nói cho anh biết đi. Dạ ba, cô nói một lần cho anh Nghĩa anh biết đi. Để ông thôi anh Nghĩa anh không tin vào tay mình. Có phải ngày hôm đó cô không có mặt ở nhà Tuyết? Có phải ngày hôm đó cô đi chùa đúng không? Em không có đi chùa gì hết á. Ngày hôm đó đó em ở nhà chị Tuyết. Rồi anh này nè, anh đến tìm em. Anh kè em ra quán cà phê, bắt em hỏi chuyện. Em không biết anh là ai á. Anh bắt em á phải nói theo đúng ý ảnh. Em sợ quá. Thật sự á, em không biết á, em nói vậy là em hại chị. Em không muốn hại chị đâu chị. Mày nghe rõ chưa? Em đi về đi. Dạ. Thôi, em về, anh nghe chị. Về đi em. Cô đứng lại! Cô nói làm! Sao bỏ qua cà phê của nó khác rồi giờ cô nói khác? Cô nói làm! Thôi! Mày còn nhân chứng nào không? Mày kêu ra đây luôn đi! Hay là muốn kêu công an hả? Thôi anh Nghĩa! Anh Nghĩa thôi! Tí anh thôi! Trời ơi! Anh muốn đánh em tí anh chết hay sao vậy? Khốn! Tao cảnh cáo mày nha! Lần này là lần cuối cùng nghe chưa? Đi về! Bị rớt sợi dây chuyền ở trỏng rồi. Ở đây đi, để anh vô lấy cho. Dạ thôi, anh ngồi đây nha, chờ em một chút. Anh có đau lắm không? Sao anh Nghĩa đánh anh không né, cứ đứng tại chỗ chịu trận vậy? Ăn đòn là phải đạo rồi. Tụi bay chưa đủ cơ để hạ con Tuyết này đâu. Cái này là tụi bay khơi mào trước đó nha. Tụi bay chuẩn bị đi. Tao thì không có dở dở ương ương như tụi bay đâu. Chờ đó. Em vô nhà trước đi, để anh chạy mua gì đó hai chồng mình ăn. Em, anh có mua cho em sáp vải nè. Sáp vải này màu đỏ, anh nghĩ là em hợp với nó lắm á. Ngày em mai bận là đẹp lắm, ngày mai anh chở em đi mai nha. Nha. Thôi,
Em đừng có buồn nữa. Anh đã cảnh cáo thằng tí anh rồi, chắc nó không dám giở trò nữa đâu. Nếu hôm nay sự việc xảy ra như tí anh muốn thì sao? Nếu tí anh kết tội quan cho em, hãm hại má anh, liệu anh có tin em làm điều đó không? Anh sẽ không tin. Nếu biết trước nó bày mưu sắp sẵn như vậy, anh sẽ không chở em qua đâu. Tí anh đã rắp tâm hãm hại em để Hồng gỡ tội cho An, thì làm sao mà em thoát được? Không ai, em cũng không biết làm sao nữa. Đúng là lòng người nham hiểm, mình không biết đâu mà lường. Cũng may là má thương em, má phù hộ cho em, nên hôm nay em mới thoát khỏi quỷ kế của kẻ tiểu nhân. Thôi, em đừng có lo quá như vậy. Từ đây sắp tới chắc không ai dám đụng gì em nữa đâu. Ngủ một giấc, sáng mai quên hết tất cả những chuyện buồn bực hôm nay nha. Ngủ một đêm là quên hết sao? Nếu vậy thì thiệt thòi quá rồi. Tí anh, à, không biết tụi bay có nhớ câu tao thường nói không? Đứa nào đụng con tuyết này thì không có kết quả tốt đâu. Nếu mà nói về bài mưu tính kế, tụi bay chỉ đang sắp dép tao thôi. Tụi bay chờ đó, lũ khốn khiếp. Đi chợ hả em? Mấy người rảnh quá ha. Làm không lo làm, cứ lo nói xấu sau lưng người khác không hả? Mấy ngày nay á, đi đâu á, chị cũng nghe người ta bàn tán về cái chuyện này. Thiệt không biết ai mà ác mồm ác miệng quá trời đi hả? Nhưng mà thôi, em đừng có buồn. Miệng á là miệng của người ta, làm sao mà mình cản cho được. Miễn mình không có làm á thì mình không thấy hổ thẹn là được rồi. Em cảm ơn chị Năm. Sau này á chị thấy em bước ra ngoài đi, cái gì cần á thì hả đi. Chẳng lẽ em cứ phải trốn chui trốn nhủi trong nhà hoài hay sao chị? Em đâu có làm điều gì xấu, sao phải chịu sự nhục nhã như vậy chứ? Tại chị thương em á thì chị nói vậy thôi. Chứ mai mốt em có đi đâu á, em nhớ rủ chị đi theo. Có chị á, chị tém bớt mấy cái miệng độc địa đó lại. Thiệt, không biết cái người gì mà cứ hùa theo người ta, nói cái gì mà hại chồng, giết chồng. Thiệt là. Thôi, chị đi về nha. Má ơi, con đang nói gì mà má khóc vậy? Má đâu có khóc. Thôi, má còn mình đi về nha. Đi con. Em. Ủa, sao anh về giờ này? Ăn uống gì chưa? Em lấy đồ ăn nha. Thôi khỏi, anh đi liền. Hồi sáng anh đi làm quên mang theo cái bóp. Định mua cái gì hả anh? Anh định mua cái cặp qua đưa cho bé Lành. Ngày mai bé Lành nó đi học rồi. Hôm nay con nó đi học mà. Ủa, ngày mai mà. Anh nói với em hôm nay nó đi học mà anh quên hả? Ủa vậy hả? Trời ơi, cái đầu anh dạo này nó sao sao đó. Thôi, em vô lấy cái bóp mà anh đi.
lành nay đẹp quá ta. Bé lành nè, má dặn sao con nhớ không? Phải lễ phép với thầy cô, vui vẻ với các bạn, nghe không? Bé lành nè, con có thích đi học không? Nếu mà con đi học á, con sẽ có nhiều bạn mới luôn, sẽ có nhiều trò chơi mới nè. Lúc đó hả, con sẽ mê tới nỗi mà chiều má con rước con về con không chịu về luôn á. Hôm nay bé lành đi học ngày đầu tiên, nói nhiều quá, con nó lại nhát á. Trời, có đâu nhát, bé lành giỏi lắm, bé lành ha. Thôi con đi học đi. Nè bây giờ cô chú Thiên Anh con đi học đi nè. Cô chú Thiên Anh con đi học. Ừ, giỏi quá. Anh đi nha. Có ngày con đi học mà cũng quên nữa, trong khi em thì nhớ rất rõ. Học có vui không con? Rồi à, cô giáo có khen con ngoan không? Con có làm quen được với nhiều bạn mới không? Kể cho má nghe đi. Rồi à, bạn con tên là gì nè? À, con học được những gì? Kể cho má nghe đi nè. Thế là... con không muốn đi học đâu. Sao vậy? Sao bé Lành không muốn đi học nữa? À, thôi má biết rồi. Chắc là tại con không có quen nên con nhớ má đúng không? Không có sao đâu. Mai mốt á là con sẽ quen thôi. Con biết không, bạn nào lớn á thì cũng phải đến trường để học nè. Tại vì á mình đến trường ha, cái mình được học đọc nè, học viết nè. Đó, cho nên là hả mình phải đến trường để đi học. Tại vì bé Lành còn phải tự viết tên của bé Lành nữa đúng không? Con không muốn đi học nữa. À, bé Lành nè, có phải là con đi học có bạn nào ăn hiếp con không? Nói chú Tí Anh nghe đi, chú Tí Anh dắt con tới cô giáo ha. Có chú Tí Anh đây nè, con đâu có gì con sợ ha. Tụi nó không chơi với con, tụi nó nói má con là người xấu. Cô nói đi, chừng nào cô mới chịu dừng tay lại? Chừng nào cô hết rêu rao là ăn này ăn nọ? Tôi nói cho cô biết nha, con người sống đừng có đoản hậu như vậy. Cô biểu An sống làm sao mà khi mỗi lần ra đường là người ta xăm xì bàn tán nói này nói nọ. Còn bé Lành nữa, nó đi học bị bạn bè xa lánh hả? Cô muốn mẹ con người ta rút trong nhà suốt đời không bước ra đường hả? Chuyện gì vậy Tí Anh? Sao mỗi lần mẹ con An có chuyện anh lại qua đây kiếm tôi vậy? Tôi đâu có trách nhiệm lo cho mẹ con họ đâu. Nhưng mà chính cô là người gây ra tất cả những chuyện này. Trời ơi, sao mỗi lần tôi gặp cái mặt cô tôi ghét cái mặt giả ngây giả ngô quá. Vậy thì đừng qua gặp. Không gặp không được. Cô ném đá sau lưng người ta rồi coi như là không có chuyện gì hả? Tôi nói cho cô biết nha, cô sống làm sao mà hả sau này chết không có nhắm mắt được đó. Trước khi tao chết á, tao muốn thấy mẹ con nó phải cút ra khỏi cái căn nhà đó thì tao chết mới yên lòng mà nhắm mắt.
Cái gì? Ma hả? Đúng vậy. Suốt đêm qua em không có ngủ được. Rồi anh thấy cái gì? Rất là kỳ quái. Giống như là nó muốn hù nhát mấy Lành vậy đó. Nói vậy là nguyên đêm qua An không có ngủ hả? Em sợ lắm. Em nghe tiếng bước chân, tiếng sột soạt suốt cả đêm. Rồi đến gần tờ mờ sáng, em nghe có tiếng người, tiếng lao sao ở bên ngoài, em mới dám ra mở cửa đó. Kỳ vậy ta. Nhà mình nào giờ làm gì có ma. Không được. Để tối nay tôi ra ngoài chòi tôi canh. Nếu con ma mà xuất hiện, tôi bắt tôi nhốt nó lại thử coi nó còn quậy phá được nữa hay không. Anh mệt rồi thì về nhà ngủ đi. Đêm nay chắc không sao đâu. Tôi không sao đâu. Anh vô ngủ trước đi. Vậy anh đắp cái mền này vào cho nó ấm. Xương xuống lạnh lắm á. Không sao đâu mà. Anh đưa tôi cái mền mà tôi đắp vô tôi dễ buồn ngủ lắm. Đi vô đi, vô ngủ đi. Đắp đi. Tôi lấy mà tôi không ngủ đâu. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Má đi. Má đi. Sao rồi con? Má đi. Má đi. Đừng có sợ nha con. Đừng có sợ. Má đi rồi, con má đi rồi. Cô thấy mình có quá đáng không? Tại sao lại bịa đặt rao tin bậy bạ rồi nhát ma cô lập mẹ con tôi chứ? Chị có bằng chứng tôi làm không? Nếu có, chị đi thưa tôi đi. Không phải cô thì là ai chứ? Đó là trời phạt những kẻ sống mà không có khôn ngoan. Vậy cô nghĩ là cô đang khôn ngoan chứ gì? Đó không phải là khôn ngoan. Đó là lối sống của một kẻ bệnh hoạn, một kẻ tâm thần, mất hết nhân tính. Chị đã chưa? Tôi đâu có chối tôi bị bệnh tâm thần. Mà cũng đâu có ai dạy gì đi chọc giận những kẻ tâm thần. Quả chăng người đó không có bình thường. Cô đừng đem cái bệnh của mình ra. Rồi muốn làm gì thì làm. Tôi
Tôi không sợ cô đâu. Bé Lành tội nghiệp quá, lọt lòng đã mang trong người chứng bệnh tự kỷ. Năm nay bé bao nhiêu tuổi rồi hả chị? Nếu rủi như nó nhìn thấy những hình ảnh nào đó vượt quá sức của một đứa trẻ mới hơn 6 tuổi thì nó sẽ ra sao? Chắc là khủng khiếp lắm. Nó sẽ như thế nào? Nếu nhẹ thì bệnh cũ tái phát, còn nặng thì khủng hoảng rồi rối loạn tâm thần. Mẹ, cô định làm gì bé Lành chứ? Còn tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ liều mạng với cô đó. Hay lắm, vậy mới là thiên sứ đó. Cô nên bảo vệ con mình một cách cẩn trọng. Không ai biết trước được điều gì xảy ra đâu. Tuyết, tôi hỏi cô một điều. Làm tất cả bao nhiêu chuyện, cô muốn mục đích gì chứ? Tôi nhớ là cách đây không lâu, cũng tại chỗ này nè, có người từng hỏi tôi câu tương tự như vậy, và tôi đã trả lời rồi. Tao muốn mày cút khỏi căn nhà đó, và tất cả những gì mày đang có phải thuộc về tao. Con không muốn ở đây nữa, mình đi chỗ khác được không? Bé Lành nè, con đừng sợ nữa. Tối nay á, con cứ ngủ ngon đi. Có chú canh chừng ở ngoài á, không có ai làm hại con đâu. Ha. Thôi mà mình đi chỗ khác đi mà, con sợ lắm. Anh không thể đêm nào cũng thức canh chừng như vậy hoài được. Bé Lành đã đến tuổi đi học, nó cần phải đến trường và được học hành như bao đứa trẻ khác chứ. Không sao đâu, có gì tôi sẽ đưa nó đi học cho. Có gì tôi sẽ gặp cô giáo chủ nhiệm để nói chuyện. Bất quá là tôi đứng chờ nó bên ngoài lớp học quá, chờ nó đi học về. Vô ích thôi. Sắp tới không biết là còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Chuyện gì là chuyện gì? Anh biết con người của Tuyết rồi đó. An sợ mụ phù thủy đó hả? Mình là người nghe thẳng mà, sợ gì kẻ tiểu nhân chứ. Mấy ngày đây anh không để ý biểu hiện của bé Lành hay sao? Em sợ bệnh cũ của nó sẽ tái phát. Em không thể coi như không có gì khi nguy hiểm đang chực chờ con mình được. Anh hiểu không? Tức ghê luôn á. Cái này cũng tại tôi mà ra hết nè. Tại tôi mà liên lụy tới An với lại bé Lành á. Không được, để tôi đi gặp mụ phù thủy đó nói cho ra lẽ. Người nào làm người đó chịu chứ. Em đã đến gặp rồi và đã nhận được những lời hăm dọa. Cái gì? Hăm dọa hả? Mụ phù thủy đó hăm dọa An sao? Trời ơi, không lẽ trên đời này không còn pháp luật, không còn công lý gì hay sao chứ? Đâu phải là mụ ta muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng mình cũng đâu có thể làm gì được khi Tuyết chơi trò ném đá dấu tay. Mỗi lần nhìn thấy bé Lành em lo lắm anh biết không? Vậy bây giờ An tính làm sao? Em dự định sẽ đi thật xa, rời khỏi nơi này. Không được, vô lý. An không thể nào trốn chạy về được. Tuyệt đối không thể á. Dù gì nhà này cũng là nhà của má. Dù gì nhà này cũng là nhà của An với bé Lành chứ bộ. An đi rồi á, ai lo cúng kiến vàng khối cho má.
Anh nè, ngày mai là 49 ngày của má. Anh dậy sớm chở em ra chợ. Em mua đồ chay đem qua cúng má nha. Ngày mai em ở nhà nghe. Ủa, sao vậy anh? Anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Anh muốn nói chuyện dứt khoát với An. Anh không có để nó dây dưa một ngày một bữa nào hết. Anh định làm gì? Anh sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà. Sao mà được? An với anh vẫn còn hôn thú. Trên mặt pháp luật, An vẫn là vợ của anh. An là dâu của má. An vẫn có quyền tá túc căn nhà đó mà. Anh sẽ ly dị. Nhưng An không chịu ký. Anh sẽ đơn phương ly dị. Rồi còn bé Lành? Anh sẽ bắt về nuôi. Nếu mà anh tính vậy á, thì em cũng không biết nói làm sao bây giờ. Tại vì hồi nào giờ anh quyết định cái gì cũng đúng, cũng hợp lý hết. Bé Lành là con của anh, cũng là con của em. Em hứa là sẽ thương yêu chăm sóc nó như con ruột của mình. Chỉ sợ mẹ nó không chịu giao. Nhưng mà anh cảm thấy lấn cấn làm sao. Ngày mai thế nào An cũng bắt bé Lành làm vật để che chắn, rồi giở trò khóc lóc, giả nhân giả nghĩa. Anh rất là mệt mỏi khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô đáng thương của cô ta lắm rồi. Thật ra không có dễ đối phó. Bởi vì An biết cái điểm yếu của anh nên cứ giở trò thương hại. Vấn đề là bây giờ anh phải làm sao thay đổi cách đối phó để An không thể làm gì được hết. Vậy anh phải làm sao? Anh phải có những lời lẽ nặng nề để dứt khoát. Có như vậy An mới không giở trò được. Em biết nếu mà làm như vậy thì rất là khó đối với anh. Nhưng đó là cách tốt nhất để mình giải quyết nhanh chóng vấn đề này. Anh hiểu rồi. Thôi, mình ngủ đi. Cô dẹp ngay vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của cô đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ về đây thường xuyên và chuyện cúng cơm má để tôi lo, không cần người ngoài. Anh Nghĩa, má, hôm nay là 49 ngày của má. Con về đây con cúng cơm cho má. Má về ăn cơm và chứng kiến cho con một chuyện. Bắt đầu từ bây giờ, cô hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi không thể nào để má tôi sẽ chịu sự giả dối kinh tởm của cô một giây phút nào nữa. Tôi đã gửi đơn lên tòa và đơn phương ly dị trước khi chờ tòa gửi giấy mời. Cô nên đi chỗ khác sống đi. Còn bé Lành để tôi nuôi. Cô kêu má tôi làm cái gì nữa? Chính cô là người khiến má tôi chết. Cô biết má tôi chết uất ức như thế nào không? Là do cô hết đó. Tôi nhịn cô. Tôi nhịn cô là vì tôi lo hậu sự cho má tôi, chứ không phải tôi bỏ qua cho cô. Cô tưởng là cô làm mấy cái trò này để cô chuộc lại lỗi lầm sao? Nước mắt cá sấu của cô cũng sắp cạn rồi. Gia diễn của cô cũng sắp hết rồi. Cô nên rời khỏi đây trước khi tôi không đủ kiên nhẫn đối với cô. Anh Nghĩa,
anh vừa phải thôi nha. Má mất chưa được bao lâu mà anh đối xử với An như vậy hả? Mày có tư cách gì mày nói chuyện ở đây? Trước khi má còn sống, mày còn có cớ để mày lui tới với con đàn bà này âm mưu toan tính kế. Bây giờ má chết rồi, mày cút đi. Anh đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Đứng trước bàn thờ của má mà anh đối xử đoạn tình với vợ mình như vậy sao? Anh có nghĩ đến má không? Vợ hả? Vợ mà âm mưu giết chồng hả? Là sao? Tao không đưa ra luật pháp á là tao tình nghĩa rồi. Mày đừng có đem má ra đây mà nói chuyện tình nghĩa với tao nữa. Má nhân từ độ lượng mới bị tụi bay gạt hết lần này tới lần khác. Cũng có thể trong chuyện này mày tiếp tay với con này. An, anh điên rồi hả? Chuyện như vậy anh cũng nói được hay sao? An còn tính chịu đựng tính bao giờ nữa chứ? Chuyện gì không đúng thì mình phải nói cho ra lẽ, chứ sao mà cứ im lặng chịu đựng một mình hoài vậy? Cái chuyện động trời vậy mà sao mình nhịn được? Thanh Minh làm gì chứ? Thì bây giờ lúc nào anh Nghĩa cũng cho rằng em đã bày mưu để mà sát hại ảnh. Bây giờ và cả mãi mãi về sau này, trong tiềm thức của anh lúc nào anh cũng đinh ninh là em cố tình hại chết anh. Má ơi, đây có phải là số kiếp mà con phải chịu không hả má? Số kiếp gì chứ, nạn kiếp gì chứ, tào lao. Sao lúc nào An cũng chịu đựng một mình vậy? Cứ ôm vô hết một mình vậy? An tưởng như vậy là cao thượng, là thánh thiện hả? Lúc nào cũng vậy, để cho người ta mụ phù thủy hãm hại hết lần này tới lần khác, rồi bây giờ còn vu khống mình nữa chứ. Trước đây á, tôi đã từng nhắc chừng An rồi mà An không tin. An còn nói là mụ phù thủy đáng thương hơn là đáng trách. Thật ra đó, mụ phù thủy đang đi nước cờ khổ nhục kế để qua mặt cả gia đình mình, sau đó quay trở lại quật ngược lại An. An tin người đã mù quáng chỉ rước hại vô thân mình thôi. Cái đó không phải là cao thượng mà cái đó là ngu. Tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi. Sống ở đời phải có lớn có nhỏ, chuyện không đâu cứ nói xin nói xỏ. Nhưng mà chuyện gì nó cũng phải có lý có tình chứ chị Năm. Có lý có tình gì hết đó, tôi phải qua gặp nó để nói rõ. Nhưng mà chuyện nó nhỏ như con thỏ, nếu không khéo chuyện nhỏ nó sẽ thành to. Sống ở đời nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chứ lấy chữ tình. Có vui buồn á thì cũng bỏ qua đi, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người.